Chào các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Mình có sưu tầm một cái chậu hồ điệp khi mà mua về như thế này này. Thời điểm này có rất là nhiều người mua cái cây thành phẩm như thế này và muốn sang chậu và băn khoăn là không biết cái cách sang chậu như thế nào. Và chuẩn nhất thì hôm nay mình sẽ chia sẻ theo cái phương pháp của mình sang chậu đúng một lần nhé các bạn nhé. Không cần sang chậu lần thứ hai, lần thứ ba. Giống như cái này này, chúng ta chỉ sang chậu giống như cái cây này một lần và duy nhất, sau đó là cứ trồng thôi. Bởi vì có rất là nhiều người băn khoăn không biết sang chậu như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Thì cái đầu tiên, hôm nay nội dung nó rất là dài, nội dung rất là dài mà mình nói rất là nhanh. Muốn sang chậu thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái chậu bằng gỗ hoặc là chậu bằng mủ hay là nhựa đó. Chứ đâu chậu đất lung thì nó thoát nước rất là kém và dễ bị thối đó. Mình và đặc biệt là cái cây nó rất là, cái chậu ấy nó nặng dàn lắm, treo nó nặng dàn. Và khi các bạn mà mang vào trong nhà, cái chậu đất nung các bạn để trong nhà nhìn nó không có được sang và nó hay bị xước cái mặt kính khi chúng ta để lên trên ấy, bởi vì chậu đất lung mà. Nên mình không ưu tiên chậu đất lung là vậy. Mình chọn cái chậu gỗ và cái chậu nhựa, nhưng mà mình thích chậu gỗ hơn. Và ngoài ra thì mình chuẩn bị ít than này, than là than củi, các bạn chỉ cần ngâm miếng nước trong vòng 30 phút sau đó các bạn vớt ra là ok. Không cần phải xử lý gì cả, than nó rất là dễ. Thì ngoài ra nếu mà các bạn mà không có than thì các bạn có thể sử dụng vỏ thông. Vỏ thông thì các bạn xử lý bằng cách đó chính là chúng ta ngâm với cả nước vôi càng lâu càng tốt, hoặc có thể là như mình thấy nhanh nhẹn thì các bạn cho lên, các bạn luộc 2 tiếng là xong. Các bạn luộc xong các bạn mang ra ngoài, các bạn rửa nước, các bạn phơi đi, sau đó là chúng ta sử dụng bình thường, không có sợ bị lấm mốc. Thì đấy là những cái cơ bản. Còn về cái cây hồ điệp đấy, cái cây hồ điệp khi các bạn mà mua về đấy, mình đã chia sẻ cho các bạn mấy cách mà chúng ta lựa được những cái hồ điệp khỏe mạnh đẹp rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái cách chúng ta sang chậu. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sang chậu chỉ một lần duy nhất thôi các bạn nhé. Có rất nhiều cách sang chậu. Các bạn có thể là bỏ cái cốc mủ ra, chúng ta sang chậu bình thường. Thì nhiều người không biết cách sang chậu, các bạn một là các bạn bóc hết cái giới này ra. Nếu mà các bạn bóc hết cái giới này ra này, các bạn bóc hết cái giới này ra thì cái ngồng của chúng ta nó đang có nụ, nó đang đi nụ ấy, thì nó sẽ bị trộn lại ngay nhá. Các bạn nếu mà bóc hết ra thì nó sẽ rụng hết cái nụ ngay, không lên. Còn nếu các bạn mà đặt nguyên cái giò này vào thì cũng được, nhưng mà cái rễ sau này phát triển nó rất là kém. Nên vì vậy mà để đảm bảo được là vừa nụ vẫn không bị ảnh hưởng và rễ vẫn phát triển bình thường, thì mình khuyên các bạn chúng ta nên bỏ 2/3 giớn ra, để lại 1/3. Tức là khi mà cái bộ đấy nó có 3 phần thì mình lấy 2 phần, mình để lại 1 phần. Hoặc là như thế này, các bạn xem ở dưới đấy, cái chỗ nào mà nó thoáng, nó không có rễ bám giống như vị trí này này. Vị trí này chúng ta lấy rất là khó, vị trí này chúng ta lấy giớn nó rất là khó. Nên vì vậy chúng ta không có nên đụng chạm vào cái vị trí này, bởi vì là chúng ta đụng chạm vào ảnh hưởng đến bộ rễ thì cái ngồng ở trên nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên chúng ta phải thật là khéo léo. Các bạn có thể là tìm cái vị trí nào mà cây nó không có bám rễ nhiều, ví dụ như vị trí này này, thì chúng ta sẽ bóc giớn ra. Chúng ta bóc khoảng độ 2/3 giớn ra nhé. Các bạn làm theo cách này thì chúng ta chỉ cần sang chậu đúng một lần duy nhất thôi, chứ không cần phải đợi các em ấy trồng xong rồi, các trồng xong là trưng Tết, sau đó là lại sang chậu một lần nữa, thì nó rất là mất nhiều thời gian và cái cây của chúng ta nó cứ vận chuyển đi chỗ này vận chuyển chỗ khác đấy, thì cây nó cũng không có khỏe mạnh lắm đâu. Tâm lý mà chúng ta thế thôi, rất là ngán vào cái việc chuyển nhà đó. Các bạn có thể lấy 2/3 giới này ra, đừng lấy hết nhé, các bạn lấy hết là các bạn sai lầm đấy. Các bạn lấy thật là 2/3 giỡn ra thôi, để cho cái bộ rễ nó thật là thoáng. Và khi cái bộ rễ này nó thoáng, nó gặp cái chậu bằng gỗ này thì rễ nó đâm phát triển rất là mạnh. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách sang chậu như này và cái cách chúng ta chăm sóc tưới để cho cây nó khỏe mạnh, và bí quyết làm sao để cho bông hồ điệp chúng ta nó lô tàn nhé. Đó, các bạn thấy chúng ta đi sâu một chút thì bắt đầu thấy có rễ thối này, rễ hư này đó, bởi vì cái này nó bít quá, là nó kín quá đó. Các bạn nhìn xem cái giới của chúng ta bóc ra nó được nhiều như thế nào,
nhìn thấy cái giới nó đầy như này mình thấy ngán lắm ấy. Cái chuỗi thoáng có thể lấy chút xíu này đó, đây là 2/3 nhé các bạn nhé, đừng bóc hết nhé. Đó, đó gặp rễ xanh như này. Tuyệt đối không được lấy tay hoặc là lấy, tuyệt đối không lấy kéo cắt rễ các bạn nhé, không được cắt đâu nhé, cắt là cây suy đấy, chỉ lấy rễ thôi và hạn chế đụng vào những cái rễ khỏe mạnh. À, đó rễ của chúng ta rất là thông thoáng rồi đấy. Đây mình sẽ lia cái ống kính cho các bạn như thế này, cảm giác cái rễ của ta thoáng này đó, các bạn thấy chưa? Và mình sẽ để lại 1/3 giới này này, các bạn thấy này, vẫn còn này, nó vẫn bít ở trên đây này, đó, nó vẫn bít trên đây nguyên xi này. Mình trồng trong cái chậu gỗ này, mình mang trong phòng khách mình treo nó cũng rất là tiện, rất là dễ, không có sợ ảnh hưởng gì cả. Rồi, khá là nhiều đấy các bạn, nhìn này. Chà, nhiều chưa? Bạn thấy nhiều không? Khá nhiều ha. Bây giờ mình sẽ sang chậu nhá. Mình sẽ đặt cái cây hồ điệp vào trong cái chậu này. Rồi. Đặt đúng tâm nha. Bạn thấy ổn chứ? Bây giờ mình chỉ cần mình chèn, chủ yếu là mình chèn than thôi. Đó, mình đặt làm sao mà cái cây của chúng ta cái vị trí này này nó ngang, ngang với thành chậu, đừng thấp quá, thấp quá sẽ sau này rất là dễ bị lấm mốc, mà cao quá thì nhìn nó rất là xấu. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy, chủ yếu là lấy than nhé, bạn lấy than này các bạn chèn này, các bạn chỉ cần gọi là chèn, nhưng chúng ta chỉ cần hạ xuống thôi, đâu cần phức tạp đâu. Đó, mình thấy than là tốt nhất đấy các bạn nhé. Than nhìn nó hơi, nhìn nó không được thẩm mỹ bằng cái vỏ thông, nhưng mà than thực tế nó rất là tốt, cực kỳ là tốt. Không có than thì chúng ta mới nên dùng vỏ thông, nếu mà chúng ta có than rồi thì không cần phải dùng vỏ thông làm chi. Và vỏ thông nó cũng rất là mắc, nó mắc hơn và nó khó tìm hơn cái thằng than. Đó, các bạn nhìn kỹ chứ. Các bạn trồng theo cái cách này thì các bạn không nào sợ bị thối nhé. Bởi vì rằng là cái chậu chúng ta nó rất là dễ thoát nước. Mà hồ điệp thì chúng ta trồng chủ yếu là chúng ta sợ nhất là cái bệnh, là bệnh thối lá thối nhũn. Mà chúng ta khắc phục được cái bệnh thối lá thối nhũn thì gần như là chúng ta chiến thắng đến 70% rồi. Chỉ còn chờ đợi chúng ta chăm sóc làm sao để cho em ra rễ thôi, là cây của chúng ta nó sẽ phát triển. Đó. Nếu mà thiếu than thì chúng ta có thể là cho thêm một ít vỏ thông vào cũng được. Này, mình làm gần như là xong tất rồi đấy. Bây giờ nó thiếu thêm một ít thì mình sẽ cho thêm ít vỏ thông vào cũng được. Chúng ta chỉ cần hạ nhẹ cái giá thể thôi, đừng hạn chế làm sao mà mình chèn mình ấn chặt xuống giống như là chèn trồng khoai ấy, mình cho nó chèn mạnh thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến bộ rễ. Bởi vì vừa chúng ta đây, chúng ta chỉ cần hạ như này thôi, đúng không? Bạn thấy mình làm rất là nhẹ nhàng ha. Đó. Vậy là chúng ta đã xong đến 90% rồi. Đây là cây của chúng ta này. Đó. Như thế này là xong đến 90% rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần chúng ta chỉ việc là tưới và chăm sóc em ấy thôi. Còn đâu là cái này không cần xài đến, chúng ta có thể dùng sang công việc khác. Với cách sang chậu như thế này, ưu điểm đó chúng ta chỉ yếu là dùng một lần duy nhất.
không có phải sang trọng nhiều lần và cây không có bị ảnh hưởng. Còn nếu các bạn mà sang trọng như thế này này, cái sang trọng đất lung cái chậu men trắng như thế này nhá, thì đây chỉ là trưng thôi, không phải là trồng nhá. Đây chúng ta chỉ cần trưng thôi. Sang chậu này sau này chúng ta nó ngầu nó tàn, chúng ta cắt ra chúng ta lại phải sang chậu giống hệt như này nữa thì nó mất hai lần nhé. Thì chúng ta thà làm một lần duy nhất thế này nó sẽ tốt hơn. Còn về chế độ chăm sóc phân bón thì là mình chủ yếu là mình dùng nước vo gạo. Em này là chủ yếu là mình dùng nước vo gạo. Ví dụ như hôm nay nhé, mình tưới nước hôm sau mình sẽ dùng nước vo gạo. Nguyên tắc tưới phân của mình là khoảng độ là 5 ngày đến một tuần là mình mới tưới một lần. Trường hợp này ví dụ như hôm nay mình tưới nước thì là mai mình sẽ tưới nước vo gạo, sau đó là 5 ngày sau này tưới nước 5 ngày sau thì mình sẽ lại dùng cái thằng B1. Cái B1 là mình chắc sang bên đây rồi nhá, B1 của Thái cũng được, B1 của Việt Nam được, hay của Mỹ, B1 gì cũng được nhé. Sau đó mình dùng nước dùng B1 này này. B1 là mình pha theo tỷ lệ là 20 giọt trên 1 lít nước. Mình tưới hết lên lá và lên gốc. Sau đó là mình đợi 2 tiếng sau mình sẽ xả nước, mình sẽ phun một lần nước lên trên đây nữa. Sau đó ngày hôm sau mình sẽ lại tưới nước. Thì là ngày thứ 5 mình sẽ tưới thằng dịch chuối. Thằng dịch chuối này nó rất là tốt. Dịch chuối mình cũng pha theo tỷ lệ giống như là cái B1 là 20 giọt trên 1 lít nước. Xong đó mình sẽ tưới đấy dịch chuối như này. Dịch chuối xong nó là 2 tiếng sau nó khô, mình sẽ lại tưới nước, mình xả. Bởi vì chúng ta là thường thường là tưới phân xong rồi nó hay cái lòng độ muối động trên đây này, nó không có thoát được, nó dễ bị thán thư lá hay bị đốm ấy. Chúng ta phải xả nước. Xả nước xong, sau đó là mình ngày hôm sau mình lại tưới nước nhá. Tưới nước, mình lại quay về cái nước vo gạo. Nước vo gạo, B1 và dịch chuối là ba cái giai đoạn này chúng ta chủ yếu xài trong cái cây này. Còn nếu mà các bạn mà có điều kiện nữa, các bạn dùng cái thằng super kali hoặc cái thằng phân siêu kali ấy, thì nó sẽ giúp cái bông của chúng ta nó sẽ bị cái super kali các bạn có tốt, nếu có điều kiện các bạn tưới thì nó sẽ giúp cho cái ngòng của chúng ta nó sẽ đầy đặn hơn này, nó không có bị rụng này. Kali nó giúp vận chuyển nước từ gốc lên trên rễ, từ gốc lên lên lá và lên trên bông, thì màu sắc nó sẽ giữ nguyên, nó không bị phai và bông của nó ra kích cỡ tối đa và cái nụ nó không bị rụng. Thỉnh thoảng các bạn để ý xem là có những người nào trồng các bạn trưng ấy nó hay bị rụng này, nó bị rụng vàng cái nụ này là do thiếu nước nhé, do thiếu super kali đấy. Còn về cách chăm sóc mà để cho bông nó lâu tàn thì là các bạn trưng vào trong nhà nhé, các bạn mang cái này trưng vào trong nhà thì các bạn không được tưới nước lên trên bông nhé. Tưới nước trên bông nó sẽ rất là nhanh tàn bông không lên, chúng ta chỉ tưới nước vào cây lá gốc thôi chứ đừng tưới nước vào bông. Và đặc biệt đó chính là khi mà cái quạt gió đấy, chúng ta đừng để nó thổi phì vào trong cái hướng vào cái cây hoa bông của chúng ta, nó cũng sẽ rất là nhanh tàn bông nhé. Và ngoài ra là chúng ta trưng trong nhà, chúng ta trưng trong phòng khách đấy, để phòng khách chứ đừng để cái phòng bếp cái dầu mỡ cái cây này nó không có ưng về dầu mỡ đâu. Đấy là cách. Còn đâu là cái cách trồng ấy thì là mình đã chia sẻ các bạn với cây của chúng ta đấy. em ấy rất là dễ thoát nước nên vì vậy mà chúng ta trồng không sợ thoát nước. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn, mình sẽ lấy vỏ nước mình tưới cho các bạn xem thật là đậm nhé. Đó, mình sẽ tưới cho các bạn thật là đậm này. Được chưa? Mình trồng cách này không sợ. Các bạn tưới này đến mai nó sẽ khô ngay. Nước là thông thoáng, rất là thoáng. Khá là đậm rồi đấy. Cách chăm chậu của mình rất là đơn giản thôi, các bạn để ý kỹ này. Nhấc như này. Nước lọt quá nó rất là thoáng, chậu nó rất là thoáng. Rất là dễ. Đây chính là phương pháp và cách mình thường thường mình hay sang chậu một lần và duy nhất, không cần phải dày dào, không cần khi nào nó tàn các bạn cắt cái ngồng đi, các bạn mang ra vườn các bạn treo, không cần phải sang làm gì cả, rất là dễ. Đây chỉ là cái phương pháp chia sẻ của mình thấy nó rất là hiệu quả. Bữa nào mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem mấy cái chậu mà mình sang chậu như cách này này, dễ là bám tùm lum từ lưa và cây phát triển rất là mạnh. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều trong lúc chia sẻ. Còn điều gì mà chưa có làm hài lòng các bạn thì các bạn hãy comment góp ý giúp mình để video sau nó sẽ chất lượng hơn và tốt đẹp hơn. Còn nếu mà mình chia sẻ còn điều gì thiếu sót thì mong các bạn hãy góp ý để mình sửa chữa ngày càng tốt đẹp hơn các bạn nhé.
Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.